phiên sáng của ngày mùng 5 tháng 7 năm 2023. Sáng nay Vườn Lan Cùng Thí nhà em lại tiếp tục lên một video giới thiệu mà các bác rất là nhiều mặt hàng hoa Tết. Địa chỉ Vườn Lan Cùng Thí là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Các bác đặt hàng có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0981550768. Số điện thoại trên, đồng thời em cũng dùng Zalo nhé. Nhà em ngoài cái mặt hàng châu Thái hoa Tết ra, em còn rất là nhiều những cái hàng sân thân thòng siêu hot hit luôn. Đây, đầu tiên em có một ít cái mã châu Thái. Em sẽ đánh mã từ mã A trở đi nha các bác nhá. Châu Thái thì nó có rất là nhiều mặt hoa. Em cho các bác xem qua một số mặt hoa này, như là bò sữa này. Cái này nó bị ánh nắng nó dọi vào các bác nhìn nó không rõ. Cam này, cam nửa, cam đào này, sữa này, nhiều mặt hoa đẹp lắm các bác ạ. Thôi nói chung là em khi em không bỏ ra nữa, tại vì nó nắng nó dọi và nhìn các bác nhìn nó không rõ. Rất là nhiều mặt hoa, toàn mặt hoa đẹp thôi các bác nhá. Đấy, sắc pháo này, cam nửa, bò sữa, sắc pháo rồi, hồng cánh sen, trắng, vân vân. Đấy, em đánh mã từ mã A35 trở đi nhá. A35 gồm có một chậu hai cây siêu mít này. Đây, em cho các bác xem. Cây này nó bị cái lá cực kỳ to nhưng nó bị hơi bị một cái vết một tí như này nhá. Lá vận chuyển này. Đây. Siêu to luôn nhá các bác nhá. Đây. Siêu to luôn, một chậu hai cây nhá. Em để cho các bác giá 270.000 và giá này chưa bao gồm phí ship. Khi các bác mua từ hai cây trở lên, từ hai chậu trở lên, từ hai mã hàng trở lên, em sẽ free ship cho các bác nhá. Trong trường hợp các bác mua một chậu thì các bác cộng thêm cho em 35.000 tiền phí ship. Siêu mít luôn nhá. A35 là 270.000 này. Tính cho có hơn 100.000 một cây, nó siêu to như này. Các bác nhìn bản lá to chưa? Đấy. A35 này. Tiếp đến là A36. Đây, A36 gồm có một chậu cũng hai cây nhá. Một chậu cũng hai cây, siêu to luôn này. Các bác ơi, to mít. Đảm bảo với các bác là to đẹp nhá. Đấy, cây này không bị lỗi tí nào. Cây này em cũng để cho các bác giá 270.000 này. Đấy. Các bác ơi, làm gì có giá cây to như thế này. À, cây này bị một tí ở đây nhá. Cũng bị một tí ở đầu lá đây, các bác nhìn kỹ hộ em nhá. Đấy. 270.000 mã A36 nhá. Bị một vết đấy, một vết này sứt lá này. Một tí này lỗi vận chuyển nhá. Đấy. To lắm, cây siêu to luôn. A36 này. Tiếp tục đến A37 này. A37 gồm có một chậu hai cây. Cây này em để cho các bác giá 250.000. Đấy. Toàn hàng siêu mít luôn. Alo. Chậu hai cây nhá, rễ nhà em trồng nó đã phun rễ ra rồi nhá. 250.000 mã A37 nhá. Đây, em bỏ xuống cho các bác xem này. Đấy, siêu toàn hàng siêu mít rồi đây nhá. Tiếp đến là một cây một chậu mã A38, chậu này gồm có 3 cây nhá. Đấy, chậu này gồm có 3 cây. Ôi, rụt rịt chưa. Mã A38 này giá 300.000 nhá các bác nhá. Đấy. A38 300.000 nhá. Chậu 3 cây. Tiếp đến là một mã A39 này. A39 là một chậu này, là chậu 2 cây nhá. Cây mẹ có 3 cây. 3 cây, một cây con đây nữa nhá. Đây là cái rễ khô nhá, các bác cắt đi cho em. Đây, một cây con này, hai cây con nhá, ba cây. Mã này 320.000 nhá các bác nhá. Các bác nhìn mít rụt rịt chưa? Đấy, mã A39 này. Đáng yêu lắm các bác ạ. Nói chung là đây này, em quay lại cho các bác xem này. Cái mã A36 này cũng mít cực kỳ luôn nhá. 36 này, 35 này. Mã cây nào cũng mít cũng yêu nhá. Đấy. Sau đây em sẽ tiếp tục lên một số mặt hàng thuần. Như là đai châu em bán đồng giá này. Đai châu đồng giá này và hoặc là và những cái mặt số mặt hàng thân thòng. Em giới thiệu tiếp đến các bác một mặt hoa nữa. Cái dòng này ngày xưa chỉ có giới siêu nhà giàu mới được chơi. Bây giờ thì ai ai cũng có thể chơi được. Đây. Năm cánh trắng HO nha các bác nhá. Đấy. Các bác nhìn em mặt hoa thực tế đây.
Và em bảo hành mật hoa cho các bác nhá. Đây này, có một cây đang nó chuẩn bị, nó đang chúm chím, nó chuẩn bị nó nở đây này. Có một bông nó đang chuẩn bị chúm chím nở đây này. Năm cánh trắng HO sổi nổi tiếng. Em nói cho các bác nghe nhá, ngày xưa cái chỗ này á, để mà có được một cái đống cây này thì nhà em thì gọi là cực kỳ giàu. Em không phải đi buôn lan nữa. Hôm nay em chia sẻ với các bác giá cực kỳ là yêu luôn. Hàng này là thực tế này. Em lấy em sẽ nhặt những cái chậu nó có nhiều ki để về nhìn với các bác mình trồng cây cho nó có lợi này. Chứ em không lấy hàng có nụ nhá, và em bảo hành mặt hoa cho các bác nhá. Hàng này em chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Khi các bác mua 3 chậu này, 3 chậu như thế này. Rồi. Em giảm giá chỉ còn 350.000 3 chậu và em miễn phí ship. Trong trường hợp các bác mua 1 chậu hay 2 chậu em cũng vẫn gửi, nhưng mà các bác cộng thêm cho em phí ship là 35k. Đấy, các bác nhìn này. Em bây giờ em bảo thôi, bây giờ cây nó đằng nào nó cũng như vậy rẻ rồi. Em không cần hoa nữa. Em cứ nhặt cái cây nhiều ki này. Về để các bác mình cấy ki, các bác cầm các bác cắt rồi các bác cấy xuống rúi xuống cây nhá, xuống chậu nhá. Cực kỳ là hiệu quả luôn. 120.000 một em. Giá cực kỳ là yêu luôn. Đấy. Hàng này bảo hành mặt hoa cho các bác nhá. Siêu yêu thương luôn. Chậu nào cũng rất là nhiều ki. Mặt hoa là cái hoa này nó chưa nở bung hết ra. Năm cánh trắng HO nhá. Siêu rẻ luôn. Rẻ như vậy tội gì mà không chơi các bác ơi. Em giới thiệu đến các bác một cái lô châu Thái hoa Tết nhá các bác nhá. Hàng này là bước sang năm thứ 6 rồi. Tất cả mọi cây đều có cuống hoa cũ rồi nhá. Em cho các bác xem mặt hoa chủ yếu, cái màu cái mặt hoa của cái lô này nó là màu, nó chủ yếu là nó gồm có những cái màu chấm bi này, bò sữa này, cam đào này, cam nửa này, cam đậm này, hồng sắc pháo, hồng cánh sen, xanh cốm, vàng. Đấy, màu trắng có, nhưng mà màu trắng có nhưng mà ít lắm, không có nhiều đâu. Đấy, để các bác nhìn thấy bảng màu này. Rất là lung linh đẹp. Và em bảo hành với các bác là hàng này là hàng Thái nhá các bác nhá. Đấy. Một cây nó trung bình nó từ 4 cặp lá rưỡi trở lên. Chiều dài của lá đây, em đo cho các bác xem đây. Đấy. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá 75.000 một chậu. Đây, về các bác chỉ việc trao chơi thôi, hoặc các bác có thể ghép mấy chậu vào một chậu to, hoặc là các bác ghép sang gỗ lũa đều được. 75k một chậu và em ship từ 2 chậu trở lên. Trong trường hợp các bác mua 5 chậu em sẽ miễn phí ship. Các bác mua 2 chậu trở lên thì em sẽ tính cho các bác phí ship là 35k một đơn hàng. Đây các bác ơi, cuống hoa cũ đây. Và hàng này em cũng nói trước các bác là lá nó nhỏ nhỏ xinh xinh chứ không có lá mít. Lá to đâu nhá các bác nhá. Và cái hàng lá mít ý, thì em cũng nói luôn các bác đặc điểm vào cái hàng lá mít. Thì lá nó mít rụt, nó sẽ ngắn. Nhưng mà bông hoa của nó rất là ngắn. Nó không dài như cái dòng này, cái dòng lá này của nhà em. Bông hoa cực kỳ dài luôn. Đấy, em bảo hành cho các bác luôn, dòng này bông hoa cực kỳ dài luôn. Đấy. 75k một em nha các bác nhá. Đấy, hàng này hàng lá xếp thì các bác nhá, chứ không phải là hàng lá mít. Đấy, lá nó vừa vừa thôi. Lá nó vừa vừa thôi các bác nhá. Đấy. Thì các bác ở đòi em mít rụt này, em nói trước là em không có mít rụt nha các bác nhá. 75k một em. Các bác mua càng nhiều em càng khuyến mại nhá. Siêu đáng yêu luôn. Và đây là cái dòng Long Tu Xuân Di Linh Lâm Đồng nha các bác nhá. Có nghĩa là nguồn gốc giống của nó là của Di Linh Lâm Đồng. Và cái dòng này hoa nó nở chuẩn Tết nha các bác nhá. Các bác ơi nhìn đẹp không này. Hàng này hoa nở chuẩn Tết nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Đấy. Nó sẽ có hai mặt hoa, một mặt hoa đậm và một mặt hoa nhạt nha các bác nhá. Đấy, các bác nhìn sai hoa không? Hoa nở chuẩn Tết và siêu thơm luôn. Thơm cực kỳ luôn. Một bảng như thế này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 150.000 một bảng. Trên một bảng nó sẽ có thân dài, cả thân dài lẫn thân ngắn nhá. 150.000 một bảng. Và em ship từ 2 bảng trở lên. Phí ship của em là 35k. Trong trường hợp các bác mua 3 bảng thì em sẽ miễn phí ship. Và các bác ghép đơn một bảng cùng với những hàng khác thì em vẫn gửi nhá.
Cái hàng này thì các bác lên mua cho em hai bảng về, các bác ghép vào với nhau như thế này. Đấy, để mặt nào là mình cũng có hoa nhá. Đấy, này cầm đây này, quay tròn như này. Đấy, mặt nào mình Tết thì mặt nào mình cũng có hoa. Hàng này nọ chuẩn Tết nhá. Và trên mỗi một bảng đã có cái gói phân sẵn như thế này. Đấy, gắn vào đây rồi. 5 đến 6 tháng các bác thay cho em gói phân một lần. Và 7 đến 10 ngày các bác vẫn tưới dưỡng chất cho em nữa nhá. Hoa siêu thơm đẹp lắm. Thế này, nhà em về gọi là bao la bát ngát luôn nhá. Cái dòng này nó nổi tiếng, nhà em bán chạy lắm. Cho nên là các bác cứ mua đi. Đừng nghe dạy em, các bác cứ mua đi. Hàng hoa nở chuẩn Tết mà lại còn đẹp nhá. Cực kỳ dễ trồng luôn. Đấy, bát ngát luôn. Đáng yêu lắm cơ các bác ạ. Có 150.000 một bảng này. Rẻ ơi là rẻ luôn. Chưa năm nào giá hàng rẻ như năm nay nhá. Tiếp theo đây em sẽ giới thiệu với các bác một mặt hàng nữa. Đó là phi điệp mắt đỏ Hòa Bình nhá. Hàng thân thủ nha các bác nhá. Các bác nhìn này. Thân nó to dài mập nhá. Thân to dài mập đấy các bác này. Hàng này bây giờ nó cây nó đang sưng nụ này. Các bác nhìn đi, mắt nụ chưa. Đấy, cây nó tình trạng cây có răng sưng nụ hoặc có cây nhưng đã có nụ rồi nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Chuẩn phi điệp mắt đỏ Hòa Bình nhá. Ôi, hoa thì nói là cái dòng hoa phi điệp thì siêu thơm này các bác nhá. Thơm lắm. Đấy, cánh bay cực kỳ luôn. Một chậu như này rất là nhiều thân nhá. Những cái thân mà nó rụng lá rồi đi đấy. Các bác nhìn thấy những cái thân này này, nó không có lá là nó đang sưng nụ nhá. Đang sưng nụ nó trở hoa nhá. Mầm non đang lên này. Một chậu như này em chia sẻ với các bác giá là 160.000 một chậu. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Và em bác nào mua 3 chậu như thế này, siêu to khổng lồ như thế này, em sẽ miễn phí ship cho các bác nhá. Trong trường hợp các bác ghép đơn thì em mới gửi một chậu cho các bác nhá. Còn là em gửi từ 2 chậu trở lên thì các bác cộng cho em 35.000 tiền ship. Đây các bác ơi, đây này, mắt nụ nó lên này này. Đấy, có cây nó lên mắt nụ rồi đây này. Thân thủ nhá, những cái thân non này các bác nhìn thấy yêu chưa. Thân tím ngắt xong thân thủ này, yêu cực kỳ luôn. Đấy, đây là những mầm non này. Mầm này thì sang năm mới ra hoa nhá. Còn bây giờ nó ra hoa ở những cái cây, những cái cây này nó rụng hết lá rồi, bắt đầu nó đang sưng nụ lên nhá. Bao la bát ngát luôn nhá. Giá là cực kỳ ok. Những cái mặt hoa này là nó nở rồi nhưng mà nó chưa nở bay bung hết rồi, nó chưa bay. Em đứng đây này em ngửi có mấy bông nó nở mà đã thơm lắm ấy. Đấy, siêu nhiều luôn nhá. Thân thủ này các bác nhìn này, tím ngắt luôn. 160.000 một em nhá. Em có ít thì có mấy chục chậu thôi. Đi nhặt nhà vườn được có mấy chục chậu này. Thân thủ này, thân nụ đốt ngắn nhá. Chuẩn thân nụ đốt ngắn luôn. Các bác nhìn này, cái thân nó nụ đốt nó ngắn xì, nó đen xì luôn này. Nó đen xì nhưng đốt nó ngắn nhá. Chuẩn phi điệp Hòa Bình đấy. Tiếp theo video em giới thiệu các bác một mặt hàng nữa đó nhá. Đó là trầm trắng môi tuyết nhá các bác nhá. Nói về cái dòng trầm thì trầm nào cũng siêu thơm. Và đây em nó lại bầu hoa trắng tinh, trắng như ngọc trinh nhá. Môi còn môi tuyết nhá các bác nhá. Đấy, thơm lắm cơ bác các bác ạ. Cánh tròn này, môi tuyết này, hoa siêu thơm màu này, còn màu trắng tinh nhá. Đấy, hàng này là hàng ươm ki cho nên là em bảo hành mặt hoa cho các bác nhá. Đấy, một chậu như này em chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Đấy, chậu nó có từ 4-5 thân trở lên nhá. Và em, các bác nào mua 3 chậu như thế này em sẽ free ship nhá. Ship tận giường 3 chậu là 360.000. Trong trường hợp các bác mua 1 chậu ghép đơn em vẫn chuyển nha các bác nhá. Còn các bác mua thì mua từ 2 chậu trở lên thì các bác phải cộng tiền ship cho em. Đấy, hàng hoa trầm này thì nó sẽ nở rải rác từ tháng 2 dương lịch trở đi nha các bác nhá. Và cái chiều cao trung bình của nó, cái chiều cao mà nó đạt được tối đa nó phải rơi vào tầm 1m, 1m2. Còn hiện tại là bây giờ cây nó từ cao từ 3-40, 5-60 nhá. Đấy, ngọn nào nhiều nhất thì nó vậy. Nhưng mà em nó nói tầm 3-40, 50. Đấy, như ngọn này, này.
Đấy. Trên một chậu nó sẽ có thân dài, thân ngắn như các bác nhá. 120.000 một em. Giá cực kỳ là yêu thương luôn. Hoa siêu thơm luôn. Em giới thiệu tiếp các bác một dòng vũ nữ nữa. Đó là vũ nữ hoàng hậu xanh, được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa nhá các bác nhá. Rồi ôi các bác ơi thơm lắm. Đây này. Thơm cực kỳ luôn. Mặt hoa thực tế nó ở tại vườn nhà em đây nhá. Đấy. Đối với cái dòng hàng này, hoa nó bắt đầu nó nở từ bây giờ trở đi nhá các bác nhá. Nở rải rác từ bây giờ trở đi. Đây. Em giới thiệu sang đây này các bác ơi. Một cần hoa của nó bắt đầu từ lúc mà nó sưng nụ cho đến lúc nó nở hoa, chơi hoa tàn nó rơi vào tầm 5-6 tháng nhá các bác nhá. Đấy. Hoa đó, cái dòng hoa này thì siêu thơm. Nhà bác nào chơi nhà rồi, nhà các bác nào mua nhà em cách đây 2 tháng thì biết rồi đấy. Đây này, đây là một cái chậu nhà em để từ cách đây 2 tháng bắt đầu nó sưng nụ, giờ bắt đầu nó nở hoa đây các bác nhá. Đấy. Một chậu của nó này trung bình này, nó có bằng này thân. Nếu mà các bác mà mua một cái thân to ấy thì nó được ít thân, này củ to này. Thân nhỏ thì nó sẽ được nhiều thân hơn nhá. Và đối với cái dòng này thì về các bác lên sang chậu cho em, sang chậu để trồng sang cái chậu mới để cho nó có đất, nó phát triển để cây nó sẽ đẻ con. Nó mùa này là vừa mùa đẻ con này, vừa mùa sưng nụ. Và em bán hàng này em bán hàng không có nụ nhá các bác nhá. Đấy, về em bảo hành cho các bác là đợt tới này nó sẽ ra hoa. Và cái dòng này thi thoảng lá nó sẽ có một chút như thế này nhá. Hoặc nó có một chút đây đầu nó như này. Đấy thì về các bác cắt đi. Tại vì cái này thì lúc mà nó ra hoa nó cũng sẽ rụng hết lá, nó còn củ không nó ra hoa. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 130.000 một chậu. Những shop khác người ta đang bán 170, 180. Shop nào rẻ thì cũng 150 một chậu. Em bán độc có 130.000 một chậu. Và em 3 chậu, các bác mua 3 chậu em sẽ bao ship nhá. 3 chậu em sẽ bao ship. Trong trường hợp các bác mua ghép đơn một chậu cùng với hàng khác thì em mới chuyển nhá. Tại vì đấy các bác theo thấy em phân tích không? Em bán rẻ như này cho nên là em không ship một chậu. Ship một chậu là nhà em không có tiền để em mua thùng bìa em đóng nhá. Đây em nói qua thì cách trồng đấy, về các bác trồng cho em sang cái chậu mới này. Và các bác trồng cho em bằng giá thể bằng vỏ thông nhá. Nếu mà các bác trồng bằng giá thể bằng than hoa ấy thì mình nên xử lý cái than hoa đi. Tại vì cái than hoa nó bản thân nó rất là nhiều mầm bệnh. Về các bác trồng là nó sẽ nắm mầm bệnh này. Dễ này đang dễ tơ nó đang già đây này. Để các bác về các bác nói chung là mình nên sang chậu cho em để cho nó đẻ đây này, mùa nó đang đẻ củ này. Đấy. 130.000 một chậu, giá rẻ sập sàn luôn nhá. Hương thơm thì cực kỳ là dịu dàng luôn. Thơm lắm. Đấy, cái chậu này cách đây nhà em 2 tháng em giữ lại để em làm mẫu cho các bác xem đấy. Và giờ em bảo hành cho các bác đợt tới này ra hoa nhá. Em nói lại một lần nữa là tình trạng là em bán hàng là cây không có nụ nhá. Cây chưa có nụ nhá. Siêu thơm luôn. Corat Koki nhá các bác nhá. Một dòng hoa là siêu thơm luôn. Một chậu nó trung bình nó có 2 cây nhá các bác nhá. Và hàng này là hàng cây giống. Những cái hàng này em sẽ đảm bảo cho các bác là từ giờ đến cuối năm nó sẽ có hoa nhá. Em cho các bác xem mặt hoa thực tế đây. Đây. Có một mặt hoa đây. Đấy các bác nhìn thấy mặt hoa thực tế chưa? Đấy. Hàng này nó có mấy mặt bông cơ. Một mặt bông này nhạt này và một mặt bông này đậm như thế này đây. Đấy. Tất cả là hoa nở tại vườn nhà em đấy nhá, tay em đây nhá các bác nhá. Đấy. Có mấy mặt bông cơ, nhạt hoa đậm và mặt hoa của nó là siêu thơm luôn các bác nhìn này. Cánh tròn, dày nhá. Đẹp lắm, nhìn ở bên ngoài nó đẹp hơn ở bên trong trong đây này. Tại vì trình độ em quay nó chỉ như thế này thôi. Hoa siêu thơm. Hoa nó thì các bác chơi phải tầm 2 tháng nó mới tàn nhá. Nhưng với điều kiện khi mà nó ra hoa ấy, các bác từng tưới nước vào hoa nhá. Tưới phải nó nhanh tàn. Đấy, các bác, em cho sang các bác xem cánh hoa này. Tròn này. Đấy. Một chậu trung bình như thế này nó có hai cây nhá. Em sẽ chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Đây. Khi các bác mua 3 chậu như thế này, em sẽ miễn phí ship. Đấy. Trong trường hợp các bác mua một chậu ghép đơn em mới gửi nhá, còn em gửi từ 2 chậu trở lên thì các bác sẽ xả tiền ship cho em nhá. Đấy. 3 chậu em sẽ miễn phí ship, đẹp lắm các bác ơi. Nhìn cái bộ rễ này. Đấy, em quay lướt lên. Vườn nhà em này này, lá xếp nhá. Đấy, những cái hàng này lá nó dày lắm các bác nhá.
Corat Koki nhá. Đáng yêu luôn. Đây. 120.000 một em. Hương thơm thì cực kỳ là thơm, cực kỳ là quyến rũ luôn. Đấy. Cho các bác xem lại lần nữa nhá. Đây cái cành rời này. Cành này rời nhà em ở dưới ở trên kia nhà em còn nhiều cái giò to ấy, nhưng em không bê xuống đây được. Hoa là đẹp lắm, to lắm. Em không bê xuống đây được, em mới ngắt tháo hẳn một cái cành này, một cái cây này ra em xuống đây để em làm mẫu cho các bác xem nhá. Ôi, bên ngoài hoa nó đậm đà hơn đây nhiều. Hoa đậm đà và thơm nhá. Tiếp theo em sẽ giới thiệu tiếp các bác một mặt hàng nữa siêu đẹp luôn. Giả hạc Pháp hoa Tết nha các bác nhá. Trời ơi, thân nó tím lịm này. Các bác nhìn này. Bao la bát ngát luôn nhá các bác nhá. Đây này. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Bao la luôn nhá. Thân tím lịm luôn này. Em cho các bác xem mặt hoa nhá. Mặt hoa chuẩn hoa Tết luôn. Giả hạc Pháp là quý em không phải giới thiệu các bác nhiều mà dòng hoa nổi tiếng rồi. Ngày xưa những cái thằng những cái ngọn như thế này này. Họ toàn các bác nào chơi ngày xưa thì biết thì đây toàn hơn 100.000 một ngọn mà hôm nay thì giờ thì càng ngày nó càng rẻ đi, siêu rẻ luôn các bác ạ. Đây các bác nhìn này, thân nó tím lịm này, hoa nó tím rất đẹp nhá. Và cái dòng này đặc biệt nó lại rất là thơm. Một chậu như thế này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 150.000 một chậu thôi nhá các bác nhá. Đấy. Này, các bác nhìn thân nó đài dài đều tăm tắp luôn này. 150.000 một chậu thôi nhá. Đấy. Các bác mua 3 chậu như thế này. Đây. Em quay cho các bác xem nhá. 3 chậu như thế này em sẽ miễn phí ship. Trong trường hợp các bác mua ghép đơn 1 chậu thì em mới gửi nhá, còn không em gửi từ 2 chậu trở lên. Và phí ship các bác cộng thêm cho em 30.000 nhá. Đấy. Em bán quá rẻ rồi cho nên là em phải đi từ 2 chậu trở lên. Đấy. Và đối với cái dòng hàng này, hoa các bác muốn nở hoa chuẩn Tết thì các bác tầm tháng 10 dương lịch trở đi, các bác cắt nước, các bác ngừng tưới và thân vào lá cho em nhé. Các bác tưới chỉ tưới vào giá thể thôi nhá. Đấy. Và hàng ngày 7 đến 10 ngày các bác vẫn tưới cho em cái phân bón lá và dinh dưỡng cho các cháu nó ăn một lần nhé các bác nhá. Đấy. Cái cây này này, nếu mà đã đặt được cái chiều dài của nó phải dài tầm 1m2, 1m3 trở lên nha các bác nhá. Đấy, còn hiện nay cây nó chỉ tầm từ 3, 4, 5, 60 thôi. Đấy, trên một chậu nó sẽ có cả thân dài, thân ngắn. Đấy. Hoa siêu thơm rồi. Siêu rẻ luôn đấy nha các bác nhá. Bao la luôn. Đây, các bác nhìn. Đấy, em nó rủ xuống có mà Tết nó ra có mà một suối hoa luôn nhá. Một suối hoa luôn. Thân tím lịm luôn. Đây châu hồng gấm nhà em về hàng nha các bác nhá. Cây này cây lá xếp nha các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Siêu đẹp luôn. Cái này nó có mấy mặt hoa cơ các bác ạ. Đấy. Và em bảo hành với các bác là chuẩn đai châu hồng gấm nha các bác nhá. Chuẩn đai châu hồng gấm. Hàng này tình trạng là có cây đang có nụ này, có cây sưng nụ, nó cùng một lứa cây. Thì cây nào mà nó chưa có nụ ấy, em sẽ bảo hành cho các bác là có nụ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là hàng này hoa nó sẽ ra quanh năm. Một năm ít nhất nó có sẽ được 3 mùa hoa. Và hoa nó thì khỏi phải bàn luôn các bác ạ. Siêu thơm luôn. Đấy. Tình trạng cây đây. Một cây nó trung bình nó từ đôi 4, 5, 6 cặp lá trở lên. Em chia sẻ với các bác giá là 120.000 một cây. Các bác mua 3 cây em miễn phí ship. Và em ship đơn từ 2 cây trở lên. Và thì các bác sẽ phải cộng cho em thì phí ship. Khi trong trường hợp các bác mua ghép đơn thì một cây em vẫn ghép đơn được các bác nhá. Đấy, hoa siêu thơm luôn. Tình trạng cây đây. Và cái này thì em cũng nói luôn này, nó không đẹp 100% đâu. Tại vì thi thoảng có cái cây nó bị xước xước cái viền lá ấy. Đây này. Nó này đây là nó tình trạng là nó vận chuyển với lại cái người ta treo cái móc sắt đi. Khi mà tưới cây thì gió nó đung đưa thì nó sẽ bị xước xước ra một chút nha các bác nhá. Đấy, em sẽ cố gắng em nhặt hàng tương đối cho các bác. Dễ này, phun dễ luôn.
Em treo ngược như vậy để lúc chuyển cho các bác là cây nó đảm bảo an toàn nhá. Đấy, rất là nhiều bao la luôn. Hoa thì khỏi phải bàn rồi, siêu thơm luôn. Thế có những cây này nó đang mới chỉ đang sưng ở trên trong ngách đi nhá. Thế có cây này nó lòi hẳn ra ngoài rồi. Siêu yêu thương, hoa thì thơm lắm, khỏi phải bàn luôn. Thơm cực kỳ là thơm. Như các bác nào mua nhà em đợt trước thì các bác biết rồi đấy. Năm nào nhà em cũng bán. Em vừa cập bến được một loạt những cái dòng vũ nữ nhá. Vũ nữ này là vũ nữ vàng công chúa này, vũ nữ anh đào này, vũ nữ sô-cô-la. Dòng vũ nữ thì hoa nó sẽ ra quanh năm, hết đợt này đến đợt khác, và hoa nó thì siêu thơm luôn. Em không phải bàn cãi luôn. Đây này, em cho các bác xem mặt hoa vũ nữ anh đào nhá. Còn đây mặt hoa vũ nữ vàng công chúa, à vũ nữ sô-cô-la. Còn đây là cái cây vũ nữ vàng công chúa này. Các bác nhìn người mẫu nhà em đứng này, cây nó cao hơn cả người mẫu, lúc cái bông hoa nó cao này, sợ chưa. Đây này, em lấy một cây có hoa về em làm mẫu nhá. Còn em bán cho các bác là em bán hàng nụ nhá. Em bán hàng nụ nhá. Đấy các bác nhìn đấy, cây này siêu to khổng lồ luôn. Lúc đấy là bông hoa nhá. Còn đây em bán cho các bác hàng nụ đó, mới ngăn ngắn như này thôi, để vận chuyển cho nó dễ nhá. Đây này, đây là cây vũ nữ vàng công chúa này. Còn đây là cây vũ nữ anh đào. Đây này, nụ nó đang ra chi chít nha các bác nhá. Cái cây em đang cầm nó là 4 nụ này, nhưng em chỉ bán hàng có nụ cho các bác thôi. Thế còn về nó nhiều hay ít thì nó sẽ không ra trước thì nó sẽ ra sau này. Đây là vũ nữ anh đào, còn đây là vũ nữ sô-cô-la thì nó chưa có nụ nhá. Đấy, rồi nó sẽ ra nụ, em bảo hành cho các bác. Cái vũ nữ anh đào và cái vũ nữ sô-cô-la để các bác về lên sang chậu cho em nhá. Đây, 3 chậu đây, vũ nữ vàng công chúa nữa đây. Hôm nay em sẽ bán cho các bác combo là 130.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu 3 loại em sẽ miễn phí ship. Đấy, trong trường hợp các bác mua một chậu ghép đơn em vẫn chuyển nhá. Đây này, nụ này các bác nhìn này, cái bông hoa nó siêu cao luôn. Nhìn không nhìn đấy, không nhìn thấy đâu này, tối lắm không nhìn thấy gì, cao lắm luôn rồi. Đây, còn đây là vũ nữ vàng công chúa thì cây nào cũng có nụ. Và em chỉ bảo hành cho các bác cái nụ cây anh đào này và cây vàng công chúa là có nụ nhá, còn sô-cô-la thì chưa có nụ nhá, đang sưng nụ thôi các bác nhá. Đấy, 130.000 một em, các bác lấy loại nào thì alo cho em nhá. Bao la bát ngát luôn nhá các bác nhá, 3 loại. Đấy, 3 loại combo như này em sẽ bao ship nhá. Siêu đẹp luôn ấy, gọi là nó cái dòng vũ nữ thì nó thơm lắm. Phân bón cho cây em về em phục vụ các bác nhá. Đầu tiên em giới thiệu với các bác một cái loại B1. B1 này, hàng này hàng của Thái Lan này. Cái hàng này thì các bác 7 đến 10 ngày các bác hòa ra, các bác tưới cho em một lần. Các bác hòa là hòa một cái nắp này tương đương với 2 lít hoặc 2 lít rưỡi nước nhá các bác nhá. Cái này là B1 để dinh dưỡng cho cây này. Tiếp đến là một cái loại N3M. Cái loại này là da dễ cực mạnh này. Cho tất cả trong đây nó có hướng dẫn sử dụng rồi. Đấy, cái hàng này em để cho các bác giá 30.000 một nọ nhá. Và đây là một cái loại phân bón lá tổng hợp này. Nọ này em để cho các bác giá là 40.000 một lọ nhá các bác nhá. Đấy. Và đây là một cái loại phân thông minh. Cái phân này phân hạt là mình rắc vào cái quanh gốc cây ấy, hàng ngày mình tưới nước thì cái dinh dưỡng nó sẽ chảy xuống dần nhá. Cái nọ này là 30.000 một nọ này. Đấy. Đây là một cái loại phân bón tổng hợp tốt dễ bật mầm xanh lá này, giải độc, chống sốc cây nhá. Cái nọ này em để cho các bác giá 50.000 một lọ nhá. Đấy. Tất cả trong đây đều có hướng dẫn sử dụng rồi. Và đây là một cái loại phân que, cái loại này phân tan chậm, hàng này hàng nhập khẩu từ Mỹ nhá. Một cái vỉ này là 120.000 một vỉ. Đây, cái hàng này các bác sẽ lấy một cái, trong đây nó có những cái thỏi nhỏ, các bác lấy ra các bác để vào gốc cây nhá, hoặc là treo lên. Đấy, thì hàng ngày dinh dưỡng nó cũng sẽ chảy dần nhá, nó là phân tan chậm mà. Đấy. Và đây em giới thiệu tiếp các bác một mặt hàng nữa, đó là nữ hoàng bóng đêm nhá. Này, tình trạng là có cây đang có hoa và có cây đang lên nụ nhá. Nói tóm lại là em bán hàng không hoa đi cho nó dễ. Trên một chậu nó rất là có nhiều giả, rất nhiều giả hành nhá. Đây này, nó như được cái kiểu cây hành của mình ấy. Về cái những cái hàng này này, về các bác lên sang chậu cho em, trồng sang chậu mới.
thì cho đất nó có phát triển này, như cuống hoa cũ từ năm trước này, nhiều chi chít luôn. Cái hàng này nữ hoàng bóng đêm thì nó nổi hương, nó tỏa về đêm, cho nên là người ta mới mệnh danh là được một thuộc dòng nữ hoàng của bóng đêm nhá. Đấy. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá 100.000 một chậu như thế này. Siêu nhiều giả hành. Trong trường hợp các bác mua 3 chậu em miễn phí ship, và em đi đơn từ 2 chậu trở lên, các bác mua 2 chậu thì vẫn cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nhá. Siêu thơm luôn này. Ban ngày nó còn thơm như vậy, đêm nó còn thơm hơn nữa các bác ạ. Đấy. Nữ hoàng bóng đêm. Này có cây nó đang có nụ này. Mùa này bắt đầu nó ấy này này, nụ này này các bác nhìn này. Nhưng mà em bán hàng không nụ không hoa cho nó dễ nhá. Tại vì nhớ như chẳng em nó nhiều rồi, nó nhìn như này nhìn nó khó nhìn lắm. Em không thể chọn được về các bác để bảo là sao bảo có nụ mà không có nụ, nhưng hầu như là nó có nhá. Nó không lên sớm thì nó sẽ lên muộn nhá các bác nhá.